Hello anh em. Hôm nay mình làm một cái video clip về những cái ý tưởng do người dùng do cộng đồng game thủ ở trên thế giới họ đóng góp để xây dựng cho cái game web hack này nó phong phú hơn, nó vui hơn và nó đẹp hơn. Thì ý tưởng thì mình có lượn qua một vài cái đóng góp từ cộng đồng, thì có một vài cái ý tưởng nhận được nhiều sự quan tâm, thì ở đây mình sẽ cố gắng là chia sẻ với anh em những cái ý tưởng như thế này. Cái ý tưởng đầu tiên là vấn đề về tính năng cho phép chúng ta bỏ qua cái phần giới thiệu khi chúng ta tạo một vai trò mới. Cái này thì theo bản thân mình đánh giá thì nó cực kỳ hay và cực kỳ hữu ích, là bởi vì khi chúng ta tạo một vai trò mới, ví dụ nhiều anh em chơi ác phụ hoặc là nhiều anh em đã chơi quá quen với trò web hack này qua nhiều server, thì cái vấn đề mà chúng ta chơi từ đầu thì luôn luôn gặp phải cái sự là gọi là nhàm chán từ cái phần giới thiệu rồi các cái màn giới thiệu. Đấy, thì cái tính năng cho phép chúng ta bỏ qua cái hướng dẫn này thì cũng là một cái hay. Cái thứ hai, cái góp ý thứ hai đấy là có người chơi họ đề xuất thêm cái phần chơi chiến dịch dành cho khu vực châu Á và cụ thể là Nhật Bản, bởi vì là trong thế giới chiến tranh thế giới thứ hai thì Nhật Bản có tham gia vào cuộc chiến tranh này, cho nên là nhiều người chơi họ muốn là có chiến trường Nhật Bản ở trong phần chơi chiến dịch. Đó. Cái thứ ba mình thấy rất hay và nó có thể giúp ích anh em rất nhiều, đấy là cái vấn đề về cống hiến tài nguyên liên minh. Ví dụ như là khi anh em thu thập trên bản đồ ở trong lãnh thổ liên minh, mỗi lần anh em thu thập xong một mỏ thì sẽ trích lại 5% cái lần thu thập đó vào trong một cái kho, và cái kho này sẽ được phân phát đồng đều cho tất cả các người chơi trong liên minh. Đó, thì cái này mình thấy là cực kỳ hay nhá, bởi vì là chúng nó sẽ có thể cung cấp thêm cho chúng ta một cái nguồn để chúng ta tìm, chúng ta thu thập thêm tài nguyên. Để cho chúng ta thêm một cái nguồn thu thập tài nguyên, tức là cái vấn đề về tài nguyên này nó sẽ được tự động là mỗi người chơi thu thập trong lãnh thổ thì sẽ đóng góp lại, và cái việc đóng góp này sẽ cực kỳ hữu ích cho những anh em đang tham gia trên chiến trường hoặc là đang tham gia ở các mặt trận khác. Chúng ta không thể farm được tài nguyên trên lãnh thổ thì những người gọi là hậu cần, làm công tác hậu cần ở hậu phương có thể farm ở trong lãnh thổ và cung cấp lại khoảng độ 5% vào trong kho liên minh, và kho liên minh này phân phát đồng đều cho tất cả mọi người. Thì cái tính năng này mình thấy cực kỳ hữu ích. Cái tính năng này mình thấy cực kỳ hữu ích nếu như nó được phát triển, và có lẽ là nó sẽ xây dựng cho chúng ta các cái clan ngày càng mạnh. Cái góp ý thứ ba, góp ý thứ tư, góp ý thứ tư là có người chơi họ muốn góp ý cho game là nên để cho phép những người chơi có thể gửi các đơn vị quân của mình vào đồn trú ở trong các công trình của liên minh, ví dụ như là ở trong cái gọi là CC chính của liên minh ở đây. Đó, tức là cho gửi phép gửi quân đồn trú, thì cái này mình thấy có lẽ là hiện tại thì nhà phát hành họ sẽ chưa thể phát triển được tính năng này, mà nếu như phát triển thì có lẽ họ sẽ đi theo nhiều các game khác thì sẽ không còn đặc trưng của web hack nữa. Còn cái góp ý tiếp theo là vấn đề liên quan đến việc thiết lập tính năng thiết lập đồng minh. Thì hiện tại là khi chúng ta thiết lập đồng minh thì tất cả các người chơi trên bản đồ của đồng minh sẽ hiện vùng màu xanh, vùng màu xanh nhạt. Tuy nhiên là có người chơi họ góp ý là khi đã thiết lập đồng minh thì chúng ta có thể tele nhà vào lãnh thổ liên minh, vào liên minh của đồng minh. Ví dụ như ở đây là liên minh F và Rift này, nếu như thiết lập đồng minh thì người chơi có thể tự do tele vào và phần lãnh thổ của nhau. Thì cái này mình nghĩ là nếu như nó có áp dụng vào trong trong game thì nó sẽ thay đổi meta của chúng ta rất là nhiều. Cái góp ý tiếp theo. Một cái ý tưởng nữa mình thấy có lẽ sẽ thành hiện thực, đấy là cái ý tưởng cho phép chúng ta có thể ghép cho phép chúng ta có thể ghép các bản vẽ cấp thấp để thành một bản vẽ cấp cao hơn. Đó, thì cái này mình nghĩ là sẽ trở thành hiện thực, và nếu như nó sẽ trở thành hiện thực thì đây là một cái nguồn cho anh em chơi chơi chay, chơi free, hoặc là có anh em nạp ít để kiếm được cái bản vẽ cấp cao hơn, và như thế thì xe của chúng ta nó sẽ mạnh mẽ hơn. Rồi còn một cái ý tưởng rất táo bạo mà có lẽ là mình thấy cực kỳ hay, đấy là cái ý tưởng cho phép đánh thuế ở trong thành phố. Đánh thuế này cực kỳ hay. Đánh thuế này thì cái người nêu ý tưởng người ta nêu như thế này là với những cái liên minh mà chúng ta chiếm được gọi là chiếm được bộ chỉ huy chiến đấu, đây ví dụ như là những liên minh chiếm được cái bộ chỉ huy này
thì có quyền thiết lập thu thuế, đấy, bật tính năng thu thuế, và tất cả những người chơi ở trong thành phố, những người chơi ở trong toàn bộ cái thành thành phố này, ví dụ như ở đây là Edinburgh, thì tất cả những người chơi ở Edinburgh có khai thác tài nguyên thì đều phải đóng góp lại cho cái liên minh chiếm giữ cái bộ chỉ huy chiến đấu này. Thì cái này họ cho rằng là với những cái liên minh mà có chiếm chiếm giữ cái bộ chỉ huy này thì nó sẽ có lợi ích nhiều hơn, và nó sẽ thúc đẩy chiến tranh nhiều hơn, dẫn đến nhiều liên minh hơn có xu hướng là chiếm nhiều bộ chỉ huy ở các thành phố hơn, có động lực để chiếm nhiều nhiều cái bộ chỉ huy này hơn, chứ không chỉ đơn thuần chỉ cung cấp các chức danh thuần túy. Thì mình thấy cái ý kiến này cũng khá là hay ho, nếu như mà chúng ta có thể là thiết lập thu thuế như vậy thì cực kỳ tuyệt vời. Thiết lập thu thuế ở đây có thể thu thuế từ nguồn tài nguyên mà người chơi thu thập được, ví dụ mỗi lần thu thập được sẽ đóng góp lại cho cắt phế lại cho cái liên minh chiếm giữ cái bộ chỉ huy này 5% chẳng hạn. Mà 5% này lại được tiếp tục cống hiến phần phân phát cho toàn bộ thành viên của liên minh đó thì cực kỳ tuyệt vời. Đó là một tính năng mình thấy có lẽ là rất hay. Rồi còn một cái nữa cũng liên quan đến phần chơi chiến dịch, đấy là có một ý kiến của người chơi cho rằng là chúng ta lên thêm một tính năng cho phép những người chơi khác nhau có thể mời bạn bè, những người chơi của chúng ta có thể mời bạn bè để tham gia vào cùng chơi một màn chơi chiến dịch. Tức là có những màn chơi thì sẽ sắp xếp là cần phải mời bạn bè, hạn một mời mời một người bạn hạn cùng chơi với nhau. Đấy, thì cái này mình thấy có lẽ là cũng cực kỳ hay nếu như mà game có thể phát triển được tính năng này. Có một cái tính năng cũng cực kỳ hay ho nữa, đấy là liên quan đến vấn đề minimap. Cái minimap ở góc bên tay phải đây này, thì hiện tại là có những người chơi họ cho rằng cái minimap này đang vô dụng, là nó chả có ý nghĩa gì. Thì người chơi đó đóng góp ý kiến là có thể cho phép mỗi liên minh được phép xây một công trình gọi là radar. Xây radar, cái radar này làm nhiệm vụ gì, là để khi chúng ta thủ lĩnh liên minh nhấn radar và điền điền tên clan cần quét, thì toàn bộ những người chơi của clan đó sẽ được hiển thị trên bản đồ. Đấy, thì tính năng này cũng cực kỳ hay nếu như nó có thể giúp chúng ta phát huy tối đa của cái minimap này, chứ hiện tại thì cái minimap này đang cực kỳ vô dụng. Đó. Thì để vô hiệu hóa cái này thì những người chơi của liên minh khác có thể tấn công, tự do tấn công cái công trình radar này mà không cần phải đốt làng, không cần phải đốt lính. Đấy. Đó. Không cần phải đốt bay, cứ có gặp là có thể đốt được. Đó. Thì là nó sẽ phát huy được cái hiệu quả của radar, và mỗi một liên minh sẽ chỉ được phép xây một radar trên một bản đồ, chứ không được phép xây nhiều. Và cái gợi ý phát triển cuối cùng đấy là liên quan về bản đồ thế giới, thì cái này mình cho rằng là nó cũng đúng thôi. Bản đồ thế giới là hiện tại là bản đồ thế giới nó đang là một chiều, chúng ta nhìn bản đồ thế giới giữa các thành phố cấp 3 nó đang là một chiều như này, và rất nhiều người chơi họ mong muốn là giữa thành phố viên viên này, này. Đấy, giữa thành phố viên và Leningrad, đấy, giữa viên và Leningrad này phải có đường nối với nhau thì nó sẽ gây ra nhiều phần kịch tính hơn. Hiện tại là Leningrad và viên là hai thành phố được gọi là đầu cuối, và hai thành phố này cực kỳ an toàn. Tại sao? Bởi vì hầu hết xu hướng của tất cả các liên minh trên một server, trên một máy chủ sẽ có xu hướng liên kết ở gần nhau. Vậy thì những thành phố càng ở xa thì sẽ càng có lợi thế trước cái vấn đề là bản cập nhật về vé di chuyển. Thì chúng ta không có nhiều vé, do đó là để đánh chiếm Leningrad và đánh chiếm Viên này sẽ là một cái điều cực kỳ tốn kém. Đó, tốn kém. Ví dụ bay từ Madrid đến Viên để đánh, để chiếm thì sẽ tốn kém hơn, thay vào đó là sẽ chiếm một cái thành phố nào đó gần Madrid, đấy là cái ưu tiên của những cái clan. Do đó là việc không có đường nối trực tiếp giữa Viên và Leningrad nó sẽ vô hình chung là nó tạo ra một cái phòng thủ ảo cho hai thành phố này, là nếu như liên minh nào nắm giữ hai thành phố này thì có lẽ là sẽ an toàn hơn so với những cái liên minh khác ở trong các cái thành phố khác ở trong game. Rồi thì đấy là điểm qua một vài cái đóng góp ý kiến của những người chơi nhằm phát triển đến cái game web hack này nó được hấp dẫn hơn. Đấy, thì có lẽ là mình sẽ theo dõi thêm các ý kiến khác. Còn hiện tại là có một vài ý kiến hay ho là như vậy, có những ý kiến rất là củ chuối. Đó, ví dụ như là thêm đơn vị động vật. Hiện tại thì mới chỉ có đơn vị là các cái xe tăng, pháo binh hoặc là bộ binh. Hiện tại thì chưa có những đơn vị gọi là dạng động vật, ví dụ như chó hoặc là ví dụ như voi ở châu Á chẳng hạn. Nếu mà thêm các đơn vị động vật này vào thì có lẽ là game nó biến sang một cái biến thể khác mà mình cũng không biết nó sẽ đi đến đâu. Đấy là những cái đóng góp mà mang tính chất gọi là funny chắc là chính thôi, chứ để phát triển được nó thì cực kỳ khó. Ngoài ra thì còn có những cái đóng góp khác liên quan đến hải quân. Không quân thì nó đang có kế hoạch phát triển rồi, còn hải quân thì có lẽ là mình nghĩ là đến cái phiên bản sau hoặc là đến sang năm thì may ra nó mới cập nhật được cái phần hải quân, bởi vì là hiện tại trên bản đồ thì vấn đề hải quân chưa được bố trí. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở trong các clip sau. Clip này mình hiện tại mình dừng tại đây thôi. Goodbye, see you again. Nếu anh em thấy hay anh em có thể đăng ký subscribe, nhấn đăng ký và nhấn like cái video này và